trước kia trong phóng giờ họ rất lo làm ăn, rất chăm chỉ, có người rất giàu có, nhưng họ vẫn ngoan đạo, họ sống rất tốt. Mấy người này chính ngay cộng đồng Công Giáo một số nơi họ rất bất bình. Họ bất bình đây không phải bất bình giáo dân đó, mà bất bình những tên linh mục luôn luôn kích động giáo dân làm những cái chuyện vi phạm pháp luật. Trong khi nhà nước luôn giữ kỷ cương phép nước, thì chúng luôn luôn tìm cách phá hoại kỷ cương phép nước. Chúng muốn sống theo chế độ thần quyền của chúng. Tôi thấy chính quyền của ta vừa rồi cũng có vài anh cũng thắc mắc, nói là chính quyền ở đó bất lực, nhu nhược. Không phải đâu, vì chính quyền của chúng ta đó họ vẫn rất tôn trọng nhân dân, họ vẫn tôn trọng quyền Công Giáo của họ. Nhưng cách xử lý có lẽ chắc chắn rằng cũng phải có biện pháp xử lý, bởi vì chính quyền ta nhìn thấy rõ giáo dân ở đó đều là những nạn nhân bị kích động nhiều hơn, họ kém hiểu biết. Có một số họ núp bóng, họ kích động, họ xúi giục, họ không ra mặt, thì cái đó kẻ đó mới đáng nguy hiểm. Còn những người đứng ném đá chọi đánh người ngoài đường không đáng nguy hiểm, mà đáng nguy hiểm nhất những kẻ chỉ đạo, những kẻ núp sau lưng xúi giục dân, kẻ đó mới đáng nguy hiểm, kẻ đó mới đáng bị pháp luật trừng trị. Còn đối với giáo dân đều là những nạn nhân theo ý đồ của những tên linh mục hết. Bất cứ sự kiện nóng nào xảy ra đều bị là những linh mục lợi dụng hết, lợi dụng theo ý đồ của chúng, có hệ thống hết đấy, chứ không phải vô cớ đâu. Chúng lợi dụng cả những lúc giảng đạo để xen kẽ vào những lúc nói xấu chính quyền, nói xấu chế độ. Chúng có ý đồ hết. Và tôi thấy cái lực lượng Công Giáo bị lợi dụng rất nhiều. Tôi xin kể một cái mẫu chuyện mà chính tôi đã từng chứng kiến Công Giáo bị lợi dụng như thế nào. Nói chuyện hôm nay, tôi xin nói chuyện ngày trước. Vào mùa mưa tháng 8 năm 1964, trong giai đoạn chính quyền Nguyễn Khánh cầm quyền, phong trào sinh viên học sinh và Phật tử ở Sài Gòn, vì sự việc diễn ra trước kia thì tôi gọi là Sài Gòn, trước năm 1975 thì tôi gọi là Sài Gòn, phong trào nổi lên rất mạnh mẽ chống đối chính quyền cũ thời kỳ Nguyễn Khánh đang cầm quyền. Thì một số lên kích động số giáo dân trên hố này. Tôi nhớ rất rõ vào tháng 8 năm 1964. Chúng hô là sinh viên học sinh Sài Gòn và Phật tử Sài Gòn đang phá hoại những nhà thờ Công Giáo ở Sài Gòn. Chúng đem cả những xe tải mui trần chở toàn bộ một số thanh niên bị kích động lợi dụng ở hố nai lên trên xe chạy thẳng về Sài Gòn. Và dọc đường từ Hàng Xanh vào tới trường Nguyễn Hình Thuật, chúng quơ cây roi gậy, chúng đánh bất kể ai đi đường, chúng cũng đánh. Và khi chúng kéo về tới tập trung ở trường Nguyễn Bá Tòng ngày trước, tức là trường Bùi Thị Xuân bây giờ, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, chúng tập trung ở đó là một căn cứ, để hễ phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn ở đâu mà có biểu tình, chúng kéo tới, chúng đập phá. Chính quyền cũ nó tránh một cái mang tiếng là đem lực lượng ra đàn áp, nhưng chính nó lợi dụng Công Giáo đem ra xung đột với sinh viên học sinh để chúng tránh mang tiếng đàn áp. Đó là thủ đoạn của chính quyền thời kỳ Nguyễn Khánh.
chính tôi đã chứng kiến. Tới khi sinh viên học sinh Sài Gòn bức xúc, Phật tử bức xúc, tập trung hết chung quanh ở công trường Bách Thị Trang và chợ Bến Thành, kéo hết lực lượng lên để tấn công chúng, mục đích để xua đuổi chúng ra khỏi Sài Gòn, thì ngày hôm đó tôi chứng kiến anh Hòa là sinh viên chạy không kịp, bị té ngay ở cây xăng ở chỗ Bùi Thị Xuân, nó ngay ngã ba Bùi Thị Xuân với Tôn Thất Tùng bây giờ, nếu ai ở Sài Gòn đều biết. Thì lúc đó tôi kịp nhảy vào một nhà dân, tôi nhìn ra chính mắt là chứng kiến bọn chúng vung dao, vung gươm, vung gậy, nó chém anh ta y như một con cá nằm trên thớt, nó bầm tơi tả thể xác ra. Đến lúc đó toàn thể thanh niên lực lượng của sinh viên học sinh Sài Gòn uất ức quá, kéo lên lại, kêu băng rôn, viết vô chữ đỏ là thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn quyết tử, mới tràn lên để lấy cho được xác anh Hòa. Nếu ai ở đất Sài Gòn vào giai đoạn đó đều biết, và những người dân nào lớn tuổi ở gần đó đều biết. Nhưng khi lực lượng thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn tấn công lại cái bọn này, thì bọn lính dù dân hàng ngang ra để cản trở. Và khi trong kia tấn công ra thì bọn lính dù giãn ra để chúng tấn công lại. Chúng lợi dụng công giáo làm những hành vi như thế. Nhân dân thành Sài Gòn lúc đó rất phẫn uất. Tất cả thanh niên, sinh viên, học sinh và Phật tử tập trung hết ở chợ Bến Thành và công trường Bách Thị Trang ăn ngủ ngày đêm ở đó. Nếu ai nhìn chứng kiến cảnh đó thì thấy rất cảm động. Nhân dân Sài Gòn họ chở từng cả xe bánh mì, cả từng xe thịt tới để ủng hộ, cả xe nước, cả nước ngọt. Nói chung họ cung cấp đủ mọi lương thực để mà ăn cầm cự nằm ở chợ Bến Thành. Nhưng chúng tập trung ở trường Nguyễn Bá Tầm, tức là trường Bùi Thị Xuân bây giờ. Bên cạnh đó là nhà báo Tia Sáng, nhà báo của chúng. Thì nhân dân bao vây, cuối cùng chúng không có lương thực và bị áp lực của báo chí, áp lực của dân Sài Gòn. Sau 3-4 ngày cầm cự Sài Gòn, chúng phải rút lui đi và giải tán. Như thế rõ ràng cái lực lượng công giáo dễ bị kích động, dễ bị xúi dục. Đó là chính quyền chúng kích động và xúi dục. Nhưng hiện nay chúng đang muốn làm những cái chuyện tương tự như vậy. Có thể rằng tôi kể chuyện vừa rồi, một số thanh niên trẻ không biết, nhưng tìm hiểu ở Sài Gòn sẽ hiểu, và tới ngay cái địa danh đó họ sẽ hiểu. Và tiếp tục, anh sinh viên đó, anh Hiệp, bị chúng bắt, chúng đánh tra tấn đến gần chết, nó thả ra. Khi thả ra, anh về tới Viện Hoa Đạo ở đường Trần Quốc Toản hồi xưa, tức là 3 tháng 2 bây giờ, thì anh ta chết. Và cái đám tang hai anh này rất là lớn. Có thể rằng ở cái đất Sài Gòn chưa bao giờ có đám tang lớn bằng hai anh Hòa và anh Hiệp. Khởi hành từ nghĩa từ Viện Hoa Đạo về nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, nghĩa là dòng người sắp hàng 6, hàng 8, dài tới 4 cây số và chôn tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Sau này giải tỏa nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thì hai anh được chôn về ở nghĩa trang Vọng Tố. Đấy, đó là tôi kể chuyện ngày trước. Thì các bạn ngẫm nghĩ xem, cái lực lượng công giáo rất dễ bị kích động, rất dễ bị lợi dụng. Chúng gây lên cái chỗ kỳ thị. Nhưng nếu nhân dân ở ngoài thiếu bình tĩnh thì sẽ xảy ra thế nào đây? Chúng luôn luôn tạo cớ để gây loạn, tạo cớ để lưu loa ra, gọi là chí phèo. Chúng dở giọng chí phèo,
để mong được tiền viện trợ, để mong bọn nước ngoài can thiệp vào. Nhưng chính quyền của ta tôi nghĩ rằng rất kinh nghiệm trong việc đấu tranh. Chúng nhầm, chúng rất nhầm lớn. Chính quyền của ta rất kinh nghiệm trong cái cuộc đấu tranh. Không phải chính quyền ta mềm mà chúng quyền ta sợ chúng. Nhưng tôi tin rằng chính quyền luôn luôn có đối sách xứng đáng với chúng, chứ không thể để tình trạng loạn kéo dài mãi được. Tôi diễn giả, chúng đã từng ứng dụng ở Lộc Hà để cướp chính quyền, rồi tới Diễn Châu chúng làm lớn hơn nữa. Nhưng nếu lực lượng ta không giải tán thì chúng sẽ ứng dụng làm lớn hơn nữa, vì chúng đang thực nghiệm từng giai đoạn một. Cho nên nhìn kỹ vô thì tôi thấy rằng những giáo dân ở kẻ dai là những nạn nhân, thì đúng hơn nạn nhân của những tên linh mục thực hiện ý đồ của chúng. Và tôi nhìn cảnh vô của những tên không phải là nông dân, mặc quần áo bảnh bai lắm, nhưng không hề tham gia cầm một viên gạch nào ném hết. Chúng đứng như xúi dục, chúng kích động. Đó mới là những tên đáng nguy hiểm. Chứ còn những nông dân kia không phải là những người đáng nguy hiểm. Một ngày đó, một lúc nào đó tôi nghĩ hàng họ sẽ nằm gác tay lên trán, họ suy nghĩ được cái hành vi của họ. Nguyên nhân nào? Thì các bạn đều hiểu rằng lần đầu họ nghe thì có thể họ chưa hiểu. Nhưng nếu lần thứ hai mà họ nghe xúi dục nữa thì tức là họ ngu. Và lần thứ ba họ nghe xúi dục nữa tức là họ cũng đồng loại với những tên đó cả. Còn nếu ai đã thức tỉnh được tới lần thứ hai thì mới hiểu được sự việc. Trên cái bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi chỉ nhấn mạnh một cái điều là mong tất cả giáo dân tránh xa những cái ý đồ thâm độc của những tên linh mục đang lợi dụng bà con giáo dân để làm cho ý đồ riêng của chúng, mục đích của chúng. Chính chúng đang đưa bà con giáo dân vào con đường nguy hiểm, chứ chúng không hề đưa một quyền lợi chính đáng nào đến cho bà con giáo dân cả. Chính chúng, những tên linh mục đang hại bà con giáo dân đấy. Cho nên tất cả mong bà con dân nên tỉnh táo sáng suốt hơn, và không phải riêng giáo xứ kẻ dai mà tất cả những giáo xứ khác không nên quá cuồng tín như thế mà mình trở thành tội phạm. Trước tiên mình là nạn nhân của tên linh mục, nhưng không khéo mình sẽ trở thành tội phạm với pháp luật. Cho nên hôm nay tôi nói chuyện với cái mục đích như vậy, thì tôi xin